Chào khán giả đến kênh của Hồ Trần. Hôm nay mình sẽ chạy một vòng chợ cái sách cho các bạn xem. Bán như sò. Đoạn nữa tới về chợ cái sách cái này bánh mì chợ cái sách buổi sáng sớm nha, bán đồ nhiều quá này. Bánh cắt lỏng rất ngon. Đầy đủ hải sản. Gèo. Hôm nay mùng 5 Tết. Kết giao thông luôn. Chợ cái sách buổi sáng sớm rất đông. Video mình cũng dài, mình xin kết thúc tại đây. Nếu thấy hay xin một like và một đăng ký. Cảm ơn các bạn.